Đứa con của Xin lỗi anh, tôi vô ý quá. Không sao đâu anh. Tối nào cũng làm ăn tốt như tối hôm nay thì hay biết mấy. Chẳng mấy chốc mà mình giàu. Trong chiếc túi kia chắc có vật gì quan trọng nên chị ta mới nâng niu như vậy. Trời, một đứa trẻ nhỏ mới sinh ư? Phải làm gì bây giờ? Đen thế chứ. Chú phải làm gì với cháu bây giờ? Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình không thể nuôi dưỡng cháu bé, em cầu xin anh chị rủ lòng thương nuôi dưỡng con em khôn lớn trưởng thành. Em ngàn vạn lần cảm ơn anh chị. Sao số phận cháu giống số phận của chú ngày trước vậy? Cháu ở đây nhé. Chú hy vọng sẽ có người tốt đến nhận và nuôi dưỡng cháu. Mình làm vậy có đúng không? Lỡ không có ai nhận nó thì sao? Cháu đừng có khóc nữa. Chú không thể nuôi dưỡng được cháu đâu. Ồ, cháu đừng khóc nữa. Rồi sẽ có gia đình tốt nhận nuôi dưỡng cháu. Cháu theo chú làm gì? Chú cũng phải đang chạy ăn từng bữa đây. Làm gì có tiền nuôi cháu? Ồ, cháu đừng khóc nữa mà. Chú thương. Chắc cháu đói lắm rồi. Để chú đi tìm thức ăn cho cháu nha. Chán quá. Phòng chú không có gì để cho cháu ăn rồi. Cháu ngoan nào. Để chú đi xin sữa cho cháu nha. Chị ơi, chị có thể cho cháu ít sữa không ạ? Em xin lỗi, em mới sinh cũng bị tắc sữa. Mấy hôm nay con trai của em cũng phải đi xin sữa của mấy chị trong phòng. Vâng, tôi cảm ơn chị. Thế mẹ cháu đi đâu mà phải để anh đi xin sữa cho con vậy? Dạ, mẹ cháu bỏ cháu đi rồi. Tôi nhặt được cháu ở ngoài đường. Khổ thân cháu, mới sinh ra đã phải chịu khổ. Anh gì ơi, anh bế cháu sang đây để tôi cho cháu bú sữa. Vâng, em cảm ơn chị. Cháu ngoan nào, để cô cho cháu bú tí nhé. Chị tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm. Anh mới là người tốt, em có gì giúp được cho cháu đâu. Cháu bé may mắn lắm mới được gặp anh. Anh mới là người tốt. Mình có cơ hội để trở thành người tốt sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Không, tôi đang nghĩ đến câu nói của chị. Tôi rất hy vọng sau này cháu bé sẽ trở thành một người đàn ông tốt như anh. Một người tốt như tôi ư? Chả lẽ anh không muốn cháu nó trở thành một người tốt như anh à? Dạ, không phải. Chỉ là... Cháu bú xong rồi, anh bế cháu đi. Cháu có vẻ rất quấn quýt anh đấy. Vâng, cảm ơn chị. Chú hứa sẽ trở thành người tốt để nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành. Hoa đào xứ lạ.
Hôm nay bên mình đã là 23 tháng chạp rồi, chắc ông táo đang bay về trời. Cây đào ba con trồng chắc cũng đang ra nụ, dăm hôm nữa là nở ra hồng cả góc sân cho mà xem. Bên này không có hoa đào, nhưng cũng có đỗ xanh và lá dong phải không con? Dạ, có đấy mẹ. Giờ người ta cũng mang sang đây nhiều đặc sản của nước mình lắm. Mẹ muốn gói bánh chưng. Tết đến xuân về thì phải có bánh chưng mới được. Bọn con chưa gói bánh chưng bao giờ. Nhà con thì bận, còn mấy đứa trẻ thì mãi chơi. Tết mà không nấu bánh chưng thì còn gì là Tết con? Giờ mẹ sang ở với chúng con rồi, nhà mình lại nấu bánh chưng ăn Tết mẹ nhé. Được thế thì còn gì bằng. Còn khéo quá, chọn được chỗ vàng ống thế này. Màu vàng ống của hạt đỗ chính là tượng trưng cho một năm mới tràn đầy tài lộc đấy con. Cả nhà đang làm gì đấy ạ? Mẹ định gói bánh chưng đấy ạ? Mẹ bày vẽ làm gì cho lích kích? Nếu mẹ thích ăn để con mua cho mẹ vài cái. Kìa anh, mẹ gói bánh chưng cho cả nhà mình có Tết đấy. Sắp đến Tết rồi mà. Đúng là gần Tết ta rồi, anh chẳng nhớ gì nữa. Mẹ ơi, nhớ ngày trước mẹ gói bánh giỏi nhất làng. Cứ giáp Tết là mẹ lại được hàng xóm mời sang gói bánh giúp. Anh còn nhớ cơ à, ngày ấy vui đáo để. Năm nay mẹ dạy con gói bánh chưng mẹ nhé. Ngày bé con cứ mãi học, chẳng để ý. Lớn lên thì làm việc xa nhà, thế là giờ chẳng biết gói bánh chưng luôn. Anh học giỏi, nhưng mà gói bánh chưng thì chưa chắc giỏi bằng mẹ đâu nghe. Giờ nhà mình có Tết rồi, chỉ thiếu mỗi hoa đào thôi. Bánh gì đây bà? Có ngon không bà? Bánh của quê hương đây, các cháu ăn thử đi. Không ngon như hamburger. Con thích ăn gà rán hơn. Mẹ làm hamburger đi mẹ. Mẹ làm gà rán nữa nha mẹ. Các con, không được nói năng thế. Ăn hết phần của mình đi con. Thôi con, các cháu không thích thì đừng có ép. Các con nói vậy, lỗi là tại mình. Ba ơi, tối nay ba kể chuyện gì ba? Tối nay ba sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện từ tấm ảnh này. Có một cậu bé lớn lên ở một vùng quê nghèo. Ngôi nhà của cậu có cây đào trước sân. Mỗi Tết đến lại nở hồng cả góc trời. Lúc nào cậu bé cũng mong đến Tết, vì cứ đến Tết là cậu sẽ nhận được hai món quà: một chiếc áo mới và một chiếc bánh chưng nhỏ mẹ dành riêng cho cậu. Bánh chưng, có phải miếng bánh bọn con vừa được ăn không ba? Đúng rồi, đó là bánh chưng. Ở quê mình Tết đến đều có tục gói bánh chưng. Ông bà ta vẫn nói bánh chưng tượng trưng cho đất mẹ. Bánh chưng được gói năm ba lớp lá dong như lòng mẹ bao bọc lấy con. Ngày Tết, ngày sum họp gia đình, ăn một miếng bánh chưng, ai cũng sẽ nhớ về người mẹ của mình. Từ đấy mà anh chị em biết sống đùm bọc yêu thương nhau. Ba ơi, ngày mai ba lại cho bọn con ăn bánh chưng nhé. Ăn thật ngon như cậu bé trong bức ảnh này nhé. Cậu bé này là ba, còn đây là bà nội, đây là ông nội, còn đây là cây đào. Bà nội chắc nhớ cây hoa đào này lắm ba nhỉ? Ông nội đã trồng cây đào trước sân. Khi ông nội mất, bà chỉ còn biết ngắm cây đào nhớ ông. Giờ sang đây, bà... Con có cách này. Ba với bóng giúp con một tay nhé. Ba con mình sẽ tặng cho bà nội một cây hoa đào. Trời, hoa đào. Bà ơi, hoa đào tặng bà đấy ạ. Bà có thích không bà? Bà cảm ơn các con.
cha, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ? Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì? Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm, mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có, bé lại cứ đành hanh. Thôi thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này. Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm. Lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng, theo từng cặp. Hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng, và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà. Sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ? Sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống nia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em. Tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em, em sẽ cho anh biết tay. Anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đây, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch. Từ nay đừng có mà đành hanh tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Hoanh hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.